dữ liệu sản xuất cho thấy nỗ lực cân bằng kinh tế của Trung Cộng. Chỉ số PMI cuối cùng trong năm 2012 của Trung Quốc được SSBC công bố hôm thứ Hai, 31 tháng 12 là 51.5. Một dấu hiệu hứa hẹn sự phục hồi trong hoạt động sản xuất sẽ tiếp tục trong năm 2013. Con số này cao hơn so với con số ước tính sơ khởi đưa ra vào giữa tháng 12 và là con số cao nhất trong hơn một năm rưỡi yếu tố chính đưa tới chỉ số pmi là nhu cầu nội địa kinh tế gia mark koning giám đốc điều hành công ty tư vấn ccam cho rằng chỉ số pmi mới nhất khẳng định một cải thiện nhẹ và cũng khẳng định sự tái cân bằng đã được nói đến nhiều nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của sự tăng trưởng của nền kinh tế trung quốc vào xuất khẩu và gia tăng nhiều hơn sự phụ thuộc vào tiêu thụ trong nước và dữ liệu mới nhất này cho thấy nền kinh tế đang di chuyển theo đúng hướng một chỉ số phụ đó là chỉ số theo dõi đơn đặt hàng mới đã tăng lên mức 52.9 là mức cao nhất của gần 2 năm. Tuy nhiên, tính lĩnh vực xuất khẩu của Trung cộng vẫn có vẻ còn bị thiệt hại do nhu cầu yếu kém, đặc biệt là từ châu Âu. Đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã suy giảm trở lại sau khi đạt được kết quả tích cực trong tháng 11. Điều đó nhấn mạnh tính cấp bách của việc Bắc Kinh cần phải chuyển sự tập trung từ khu vực xuất khẩu đã từng rất thịnh vượng của Trung Quốc sang 1.3 tỷ người tiêu dùng trong nước như là yếu tố chính cho sự phát triển kinh tế.